ca sĩ Kim Ngân bị miệt thị khiến cộng đồng mạng tức giận. Theo dõi tin tức liên quan đến ca sĩ Kim Ngân, một tài khoản mạng tỏ thái độ miệt thị còn suối Thúy Nga bỏ việc chăm sóc Kim Ngân. Thúy Nga vào những ngày vừa qua liên tục cập nhật tình hình sức khỏe Kim Ngân tại đất Mỹ. Sau khi được giúp đỡ, ca sĩ Kim Ngân đã ổn định hơn. Trước số phận đáng xót thương của Kim Ngân, một cư dân mạng tỏ ra miệt thị. Người này suối Thúy Nga bỏ mặt không giúp đỡ nữa khiến dân mạng đồng tình phẫn nộ. Theo dõi tin tức về Kim Ngân, một tài khoản mạng xã hội bày tỏ sự xót xa, lại có thái độ miệt thị với ca sĩ. Người này bình luận dưới một bài viết của Kim Ngân: "Thôi Thúy Nga ơi, bà này là ca sĩ chuồng gà hết thời, cũng đâu phải nổi gì lắm đâu. Giờ giúp bao nhiêu đủ rồi, cho bà tự sanh tự diệt đi. Bà sống mấy chục năm ngoài đường bới rác rồi, còn không chết, có khi vậy lại hay, khép lại mộ đó đi Thúy Nga ơi." Bình luận của nhân vật này nhanh chóng khiến cư dân mạng phẫn nộ. Nhiều người đồng loạt lên án chỉ trích thái độ xem thường người khác và bênh vực Kim Ngân. Nữ ca sĩ cơ cực nơi đất khách quê người vốn dĩ cần nhận được sự yêu thương, quan tâm thay vì những lời lẽ thiếu tôn trọng. Theo dõi vlog của Thúy Nga, người hâm mộ nhận ra rằng tình trạng của Kim Ngân dần tốt hơn. Giờ đây, nhờ Thúy Nga, Kim Ngân đã có một căn phòng trọ vô cùng sạch sẽ, xinh đẹp, đúng theo yêu cầu của mình. Có lẽ Kim Ngân lang thang 30 năm chỉ chờ đợi Thúy Nga xuất hiện. Thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.